Ta thấy là khối lượng giao dịch của phiên giao dịch ngày hôm nay cũng có cái sự cải thiện khá. Ở đây chúng ta thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì các nhóm cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực, ví dụ như Hòa Phát này, đã giúp cho chỉ số VN-Index tăng được 2,5 điểm. Và bên cạnh đó GVR, Vinhome, HPLX, Vietjet là những cổ phiếu mà cũng đóng góp cái đà tăng vào cho chỉ số VN-Index trong phiên ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì các cổ phiếu ngân hàng, chúng ta có thể thấy đa số các cổ phiếu ngân hàng đều nằm trong cái top mà khiến thị trường giảm điểm. Ví dụ như Công Thương này, hay là Vietcombank, Techcombank, VP và VIB thì đều nhìn qua đây chúng ta thấy rằng là cái phiên ngày hôm nay thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nó có cái tín hiệu tiêu cực, nó ảnh hưởng đến cái áp lực, nó ảnh hưởng đến cái thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Về cái thanh khoản thị trường, thanh khoản ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy trên màn hình này, thanh khoản giao dịch ngày hôm nay là màu cam này này, thì thanh khoản ngày hôm nay nó có cái sự tăng trưởng khá tốt so với phiên giao dịch thứ sáu tuần trước. Về độ rộng thị trường thì trong phiên ngày hôm nay cái độ rộng thị trường duy trì ở quanh cái mức 50%, tức là khoảng tầm 50% cái mã tăng giá trong phiên ngày hôm nay, thì cho thấy rằng cái độ rộng của phiên của thị trường trong phiên ngày hôm nay nó khá là hẹp. Về khối ngoại thì khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên ngày hôm nay, thì họ tiếp tục có bán khoảng tầm gần 400 tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm nay trên sàn HOSE. Nhìn chi tiết về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cụ thể là nhóm VN30 thì cũng thấy rằng là tiếp diễn cái xu hướng tích cực trong tuần trước, thì nhóm cổ phiếu về dầu khí hay là nhóm cổ phiếu về thép tiếp tục có cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay, đặc biệt là cổ phiếu dầu khí, khi mà đặc biệt là cổ phiếu dầu khí là gas trong phiên ngày hôm nay thì đã có thời điểm gas chạm mức trần ngày hôm nay, tức là mức giá 110.700 đồng, và sau đó thì cái áp lực bán đã xuất hiện và khiến cái cổ phiếu này giảm ngược trở lại và đóng cửa mức giá 104.000. Bên cạnh đó thì hôm nay chúng ta cũng thấy chứng kiến cái sự tích cực của Hòa Phát, khi mà Hòa Phát hôm nay cũng tăng được 2,2 giá, tức là một cái mức tăng cũng khá là tốt, gần 4% trong phiên giao dịch này. Và bên cạnh đó thì một vài cổ phiếu khác, ví dụ như PLX, PAU hay là một vài cổ phiếu Vinhome, VIX hay Vietjet cũng có cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Và trong phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu ngân hàng, anh chị thấy các cổ phiếu ngân hàng, hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều giảm khá so với phiên ngày hôm nay. Cụ thể ví dụ như là có Công Thương hôm nay, phiên hôm nay giảm đến 3,5%, khối lượng giao dịch Công Thương khá là lớn, hơn 20 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay. Rồi HD Bank cũng giảm 3%. Các cổ phiếu bank khác ví dụ như là Tiên Phong Bank này, Vietcombank, Tech và STB cũng đều có cái mức giảm gần 2% trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán thì cũng tiếp tục bị cái áp lực bán trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ví dụ như SI ngày hôm nay thì cũng chịu cái áp lực bán và giảm, đóng cửa giảm 1,5% so với phiên giao dịch trước đó. Hay VP hôm nay cũng giảm khá mạnh, giảm hơn 1,4% trong phiên ngày hôm nay. Dòng cổ phiếu về Vingroup thì có VIX, Vinhome và VRE thì đều có cái đà xanh nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Nhìn chung thì thị trường sau cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy rằng phiên ngày hôm nay là một phiên cũng biến động cũng khá là, cái thân nến nó khá là nhỏ, biến động khá là hẹp trong một cái vùng biên độ từ 1.320 đến 1.360 điểm. Do đó cái diễn biến phiên ngày hôm nay nó cũng không có gì quá chưa có gì thay đổi quá nhiều so với các phiên giao dịch của tuần trước. Khối lượng giao dịch thì có tăng so với các thời điểm trước, thì đây cũng là một cái tín hiệu nó cũng khá là tích cực ở thời điểm này, khi mà cái thanh khoản trong cái tuần vừa rồi nó cũng giảm và duy trì mức khá là thấp. Vâng ạ, anh Du thì anh Du có cái quan điểm gì về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Thì về diễn biến thì chỉ số VN Index hay VN30 trong phiên này nó không nhiều khác biệt, mặc dù đã có nhiều đợt tăng giảm trong phiên ấy, nhưng mà thấy là nó vẫn dao động trong một biên độ rất là hẹp thôi. Và cái quá trình sideways này của chỉ số nó diễn ra mấy tuần nay rồi, tính từ đầu tháng 9 rồi, nó vẫn dao động trong biên độ 1316 đến 1360 thôi, và nó cũng chưa có gì mới. Nhưng mà nếu mà nhìn thanh khoản phiên nay thì tích cực hơn trước ấy, đấy là tín hiệu nó đỡ xấu hơn. Thì vì nếu mà chúng ta nhìn phiên thứ sáu thì cái lo ngại về việc mà nó sẽ chạm, thậm chí là những cái rủi ro nó phá vỡ cái kênh giá dưới và đang dần xuất hiện ấy. Nhưng mà nếu nhìn lại trong phiên hôm nay, chúng ta thấy là đầu phiên thì bối cảnh thị trường rất là tệ, tức là cá nhân Du quan sát thì đầu phiên cái diễn biến của thị trường rất nhiều mã giảm và chỉ có ít số lượng cổ phiếu tăng thôi. Nhưng sau từ tầm 10 giờ trở đi thì cái độ rộng thị trường thay đổi rất là nhanh. Mọi người thấy là cái thời điểm trước 10 giờ số lượng cổ phiếu giảm chiếm đến 54% thị trường và chỉ có 37% cổ phiếu tăng giá. Nó vẫn là một cái diễn biến rất là tệ, tại vì như thế thì hầu hết tài sản người thì vẫn đang là giảm, thì số ít cổ phiếu tăng giá và số nhiều cổ phiếu đang giảm giá. Nhưng mà diễn biến từ sau 10 giờ đi thì cái cổ phiếu tăng trở lại rất là nhanh,
và nó chiếm ưu thế. Tự nhiên đến thời điểm hơn 1 giờ đến 5-6% cổ phiếu là xanh, thì có 34% cổ phiếu giảm thôi. Hầu hết là cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán và vận tải biển. Còn các ngành khác thì tôi thấy nó rất là tích cực. Thế nhưng mà kết phiên cũng là một cái diễn biến nó cũng tạm chấp nhận được và nó thêm hướng tích cực, khi mà có đến gần 50% cổ phiếu tăng này, có 40% cổ phiếu giảm và có 10% cổ phiếu đi ngang. Thế nên nhìn cái diễn biến của cuối phiên thì nó cho thấy là cái thanh khoản đó, thì ta thấy là cái thanh khoản của phiên nay cũng có sự cải thiện rất là tốt, và cái mức độ rộng trong tại thị trường ấy, thì nó đã vượt phiên ngày thứ sáu tuần trước. Thì phiên thứ sáu tuần trước thì sự rất là tệ, diễn biến giảm tương đối mạnh, rồi số lượng cổ phiếu giảm chiếm đa số, rồi thanh khoản tăng nữa, thậm ra nó gây nhiều cái lo ngại về việc chỉ số có thể test lại cái kênh ra dưới và có những rủi ro nó có thể vỡ, vì việc sideways thì nó cũng không đảm bảo là chỉ số không có chuyện vỡ, đúng không ạ? Nó có thể vỡ hoặc nó có thể breakout lên, và chúng ta sợ nhất những kịch bản là nó tiến về cái đường hỗ trợ và nó bị vỡ. Nhưng mà như diễn biến ngày hôm nay nó cho thấy cái kịch bản vỡ thì càng ngày càng thấp đi rồi. Đó, một phiên thì nó cũng chưa nói lên điều gì, nhưng mà nó cho thấy là cái xác suất bị vỡ nó đang dần thấp đi. Và người thấy cái thanh khoản hiện nay nó cải thiện hơn hẳn so với phiên bản phiên hôm trước, tức là cái thanh khoản nó được cải thiện ngay từ đầu phiên đến tận hết phiên. Nó thấy dòng tiền cũng khá tự tin tham gia, mặc dù là có rất nhiều cổ phiếu giảm, nhiều cổ phiếu phân hóa, nhưng mà dòng tiền tham gia rất là tích cực, rất là sôi nổi, và người ta chấp nhận những cái rủi ro của thị trường hiện tại. Cổ phiếu vẫn phân hóa đi lên, thì đấy là cái diễn biến mà tôi thấy là nó tích cực hơn so với phiên 6 rất là nhiều, mặc dù điểm tăng cũng nhiều. Và cái rủi ro thì nó cũng đỡ đi khi mà có một phiên dòng tiền nó quay trở lại. Rồi vào trước phiên hôm nay thì tôi vẫn thấy là nhóm các cổ phiếu như Hòa Phát ấy, thì là vẫn cổ phiếu, có những cổ phiếu blue chip là rất nổi bật. Hôm nay nó chạm vào cái đỉnh cũ và nó hơi chứng lại một chút được cuối phiên ấy, nhưng mà vẫn đóng ở giá cao gần nhất phiên và thanh khoản vẫn rất là tốt, thanh khoản 45 triệu. Và đây vẫn là cổ phiếu mà cá nhân Du và bên trung tâm tư vấn đầu tư đã nhiều lần đánh giá với các anh chị rồi, là vẫn duy trì cái quan điểm rất là tích cực về cổ phiếu và cái xác suất cao là nó sẽ vượt đỉnh. Và như trao đổi trong tuần trước thì hy vọng nó vùng 62-63 khi nó vượt cái mẫu hình này nó cũng tương đối hợp lý thôi. Và trong 4 năm liên qua thì diễn biến của nó càng ngày càng tích cực hơn, thì việc một cổ phiếu nó chạm về đỉnh cũ nó lùi lại là chuyện bình thường, nhưng mà nó không tạo những cái nến xấu mà bị bán ngược về giá tham chiếu, giá đỏ, thì không có gì là đáng ngại cả. Và cái xác suất của đỉnh thì nó rất là cao, tại vì cổ phiếu này chỉ cần ngày mai nó nhún một chút đầu phiên và đến giữa phiên hoặc cuối phiên nó bứt qua cái giá 5-64 gì đấy thì nó sẽ vượt cái đỉnh. Và khi nó vượt đỉnh chắc chắn nó sẽ có hiệu ứng lên cái tâm lý trường một chút, những cổ phiếu cùng ngành Hoa Sen, Nam Kim hay là VGS, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, thì thị trường đang rất cần những cổ phiếu mà của đúng chip vượt đỉnh. Ngay cả như Hoa Sen thì hôm nay cũng tiếp tục vượt đỉnh đi lên rồi, cổ phiếu này vẫn rất là đẹp, vượt đỉnh rồi tích lũy rồi lại đi lên, nó cho thấy cái diễn biến cổ phiếu đang vẫn tiếp tục cái xuống uptrend của nó thôi, chưa có gì tiêu cực cả. Ngành thép này, Nam Kim thế hôm nay cũng vượt đỉnh lên tiếp, rất là tích cực, hai phiên khối lượng tăng rất là tốt. Ngoài ra gas cũng là cổ phiếu tăng ngày hôm nay, nhưng mà nếu mà nhìn về nến thì gas hôm nay cũng chưa hoàn chỉnh lắm, tại vì cái diễn biến trong phiên có những lúc tăng rất là mạnh, tăng lên cả giá trần, nhưng mà cuối phiên bị dội ngược lại rất là mạnh, người thấy là dội ngược từ giá 110 về giá 104 và chỉ giữ được cái mức tăng 0.48%, nó cho thấy cái áp lực chốt lời cũng tương lớn. Thì như trao đổi trong tuần trước thì Zoom có đưa ra hai cái mức kháng cự của gas là 110-118, thì hôm nay nó chạm 110 và nó bị dội lại là chuyện bình thường, người thấy nó là cái đỉnh của 2018. Thường cái tâm lý là nó ở một vùng đỉnh nào thì mà nó chạm đến và đã từng có một đợt suy giảm trước đấy thì người sẽ sợ là nó sẽ bị như thế trở lại. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là cái xung lực của gas ở thời điểm hiện tại và cái câu chuyện và việc thiếu giá khí ở trường Mỹ và trường châu Âu ấy, thì nó sẽ thúc đẩy gas còn tiếp tục tăng giá. Và trong vài phiên tới có thể nó sẽ điều chỉnh, nhưng mà cái xác suất nó tiếp tục đi lên vượt qua cái vùng 110 tiến về vùng khoảng 116-115 đấy, thì cá nhân tôi vẫn đánh giá cao. Và nó vẫn là một cái cổ phiếu mà đang khỏe trong nhóm VN30, thì nó đang thúc đẩy chỉ số này trong 4 năm phiên trở lại đây. Và phiên nay thì nó cũng chưa có gì quá tiêu cực cả. Thì một phiên đến bị lộn ngược và khối lượng nó thực ra nó không có đột biến, có thể là do mức tăng nóng của cổ phiếu thì nó chứng lại thôi, và nó gặp cái cảnh cũng
Nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai mà còn nắm giữ để đợi chốt lời thôi. Và cá nhân Du hay tư vấn đầu tư thì cũng có đưa ra kỳ vọng ở giá quanh 115 từ lâu rồi. Tức là trên ý tưởng giao dịch thì người có khuyến nghị cổ phiếu này và đưa ra cái mức kỳ vọng đấy cho năm nay là khá lý. Nhóm mà tiêu cực hôm nay thì thực ra vẫn là những cổ phiếu ngành ngân hàng thôi. Nó tiếp diễn cái mô hình giá xuống và nó chưa dừng lại cái đợt suy giảm. Các cổ phiếu nó vẫn đang lầm lũi đi xuống và như công thương đều một tuần mới với một cái phiên mà tiếp tục đi xuống và là chỉ có vỡ rồi gắn đi lên thì đây vẫn là những cái gánh nặng cho thị trường thôi. Và những người cầm những cổ phiếu ngành ngân hàng này thì đang chịu những áp lực lớn tại vì một cái nhóm ngành mà đã suy giảm suốt 3 tháng qua, trong khi đấy thì rất nhiều cái nhóm ngành khác thì nó chỉ điều chỉnh một thời gian nó lại đi lên. Rõ ràng cái áp lực tâm lý đang rất là lớn nhưng mà nó cũng qua mất những cái điểm bán tốt rồi. Và bây giờ nếu một người bán đuổi thì rất là khó xử, thì thường cái đoạn thị trường giá xuống thì nó sẽ là cái đoạn mà nó rất là chán nản mệt mỏi tươi đẹp cái giai đoạn thị trường giá xuống, đến khi mà mọi người chán nản và tuyệt vọng khi nó lại là đáy, rất khó để bán đuổi cái giai đoạn này. Và trong các cổ phiếu ngành ngân hàng, những cổ phiếu lớn như cái Du có thể là Techcombank nó đang ở vị thế nó tích cực, tức là vị thế nó không bị quấn nhiều theo cái nhóm mà bank phá đáy áp lực kéo xuống, nhưng mà dù sao các cái hỗ trợ của nó từ tháng tháng 7 và tháng 8 thì mình thấy là cái suất vỡ nó hiện nó chưa quá cao, nó đang cũng bị áp lực trong phiên nay nó chỉ giảm hơn 1% thôi. Dù sao nó còn tích cực hơn rất nhiều cổ phiếu bank khác vì hầu hết các cổ phiếu bank khác đã phá đáy và đang đang rơi rồi, ngay cả VIB cũng phá cái đáy nó thiết lập cách đây vài tháng nó đang rơi tiếp, tức là nó chỉ là một cú hồi nó rất là ngắn đâu, chưa chưa thành một cú hồi lớn. MB hay là ACB này cũng MB tiếp cận về cái vùng hỗ trợ nó cũng tương đối giống là Tech nhưng mà nhìn nó yếu hơn và phải quan sát trong các phiên tới đó, tại vì rủi ro ngành ngân hàng thì nó vẫn tiếp diễn. Hay là ACB này thì cũng có lúc mà chấm vỡ và nó cũng đang cố giữ lắm, không biết là có giữ được mấy phiên thì có thể nó sẽ phải chịu những áp lực nó phải vỡ theo cái nhóm mà bị đang thường những cổ phiếu mà nó bị lôi kéo vỡ theo thì nó sẽ bất áp lực hơn, tức là nó có những cơ hội nó có thể nó bật lại được, còn những cổ phiếu mà nó chủ động đi xuống thì nó sẽ là những cái cơ hội mà áp lực nhất, nhất là với công thương hay là VIB hay Liên Việt Post hay STB là những cái cổ phiếu mà nó đã vỡ hẳn. Quan điểm của Du với những cổ phiếu ngành ngân hàng thì mình phải tiếp tục chờ đợi thôi, tại vì nó vẫn là tiếp diễn mô hình giá xuống và việc đoán đáy thì nó cũng không hợp lý lắm, tại vì chết đinh thì cũng không nên đoán đáy. Và thường thì nhiều người sẽ nhìn ở vùng MA 200 đó, tức là sẽ có nhiều người chờ các cổ phiếu này vùng MA 200, hầu hết cũng đang tiếp cận cái vùng MA 200 thì xem phản ứng của nó để lại mạnh mẽ và nó cho thấy là việc mua vào ấy, nó sẽ quyết liệt kể cả mua trần thì nó sẽ có động lực để kỳ vọng là đáy. Và thường các cái đáy ở thị trường Nam ấy, và những cổ phiếu mà yếu ấy, thì cá nhân Du thấy là nó hay hình thành hai đáy, tức là đáy với kép thì nó sẽ tin tưởng hơn, thế nên cái việc mà mua vào thì không phải vội vã, kể cả nó hình thành một cái đáy nào đấy ở phiên nào đấy thì chúng ta đợi nó hình thành một cái đáy thứ hai nó test lại, nó kiểm định lại rồi cho đấy nó confirm mô hình hai đáy thì mọi người mua cũng chưa muộn. Còn nhóm ngành chứng khoán thì nhìn chung thì nó cũng không có gì mới đúng không ạ? Chứng khoán thì dùng trao đổi nhiều lần thì nó vẫn là trong trạng thái sideways bò mòn đấy, nó đang ở chu kỳ điều chỉnh sau khi nó tăng quá nóng thì nó vẫn chưa có điểm mua đâu, tốt nhất là đợi thôi. Còn người đang cầm cổ phiếu thì sẽ áp lực thôi, còn cầm tiền thì rõ ràng chưa thấy có cái cơ hội những cổ phiếu này, sau cứ mỗi ngày mỗi tuần thì nó cứ sụt giảm dần dần và nó 3 thứ năm lại thua lỗ thì nó chưa tạo một cái vòng xoáy đi lên được, nó đang tạo thành những cái vòng xoáy cắt lỗ tương ứng hòn tuyết lăn, tức là người này mua về xong cắt lỗ vào đầu người khác, nó chưa thành hiệu ứng mà mua lời người khác để mua và đẩy nó lên cao hơn. Chúng ta những cổ phiếu đồng ngành như SSI rồi HCM, VND, VCI nó vẫn yếu như này thì chưa có cái kỳ vọng gì mới cả. Còn những cổ phiếu các ngành khác ví dụ như là Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ hôm nay cũng bị lời tương đối đấy. Đấy, có quan sát thì thấy nó bị lời nhưng mà nó vấn đề gì nhất là Đạm Cà Mau thì đã vượt đỉnh rồi,
và cái khu vực kiểu này thì nó sẽ điều chỉnh, nó có thể lên tiếp thôi. Xác suất thì nó cũng không gì xấu cả. Hay là Phú Mỹ hiện nay là một phiên giảm nhưng mà nó cũng không gì xấu, nếu ta thấy nó tăng 4 phiên nó chớm vượt đỉnh nên nó có điều chỉnh nhẹ trở lại, khối lượng nó cũng vừa phải và cái mức giảm chỉ hơn 1%, thì nhóm ngành này chắc chắn kết quả quý ba là tốt rồi, thì quý hai nó tốt và giá phân bón trong quý vừa qua thì vẫn tăng, giá như thế là kết quả kinh doanh nó nhiều khả năng nó vẫn tốt thôi, nó vẫn có thể tác động tích cực đến các cổ phiếu này, nó không áp lực những cổ phiếu mà có cái kết quả kinh doanh quý ba thấp, ví dụ như TCM hay là BMP là những cái doanh nghiệp đã công khai về cái kết quả kinh doanh quý ba nó bị ảnh hưởng bởi dịch. Chuyển động khác thì tôi thấy là nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng FPT thì nó đang đang cố tăng phiên nay, nhưng mà chúng ta thấy là nó có hai cái đỉnh 97, và dù trao đổi trong tuần trước thì nó vẫn là một cái vùng sideways trong cái hình hộp chữ nhật, nó cũng chưa gì mới cả, nó vẫn sideways trong vùng từ 90 đến 97, và không không nên mua khi mà nó đang sideways như này, nhất là chúng ta nên đợi thôi, đợi khi nào cái mẫu hình thì nó kết thúc và nó confirm hoặc là breakout lên 97 thì mình quan tâm, hoặc là nó phải điều chỉnh về một cái mức nào đấy nó hấp dẫn hơn. Còn nó đang 50-50 này thì chúng ta thấy là có nhiều lần nó đã như thế nó lại sideways trở lại, thì quá trình sideways nó có thể diễn ra trong nhiều tháng nên cái việc mà cố mua thì nó sẽ không hiệu quả. Nhóm ngành bảo hiểm thì cái du thấy là BVH cũng đang tích cực dần dần trở lại trong những gần đây, và nó cũng đang tác động đến những cổ phiếu nhóm bảo hiểm khác và nhóm bảo hiểm nhỏ, ví dụ như là BMI hay là MIG thì hiện nay tăng nhẹ nhẹ. Diễn biến của BVH thì cá nhân tôi thấy là nó khá tích cực, và những quan điểm trao đổi tuần trước thì mình cũng thấy là cái cơ hội nó quay lại vùng giá 70 là cũng tương đối sáng, và rủi ro thì nó cũng tương đối thấp thì người có thể cân nhắc được. Tại vì nó đã vượt cái cản chéo của xu hướng hướng giảm ngắn hạn rồi, và hôm nay nó cũng hơi chớm vượt cái xu hướng giảm trung hạn đấy. Nếu mọi người kể từ 2018 đến giờ thì nó là một cơ hội cân nhắc được, vì cái quá trình tích lũy của nó trong thời gian qua thì tôi thấy là nó cũng tích cực theo hướng là đang xây các đáy sau cao dần lên, hôm nay nó hơi chạm và nó lùi lại thì cái diễn biến của nó cũng đang dần tích cực trở lên, nó khác các cái đợt tăng trước là nó thành những đỉnh nhọn và nó rơi luôn, nhưng mà thế lần này nó lên và nó thành một cái đỉnh nhọn nhưng nó đi ngang và nó đang muốn đi tiếp, thì nó là một cái tín hiệu nó tích cực, và cổ phiếu này dù nghĩ là cái xác suất về lại cái vùng 70 là tương đối cao, vì ra cái cung của vùng 70 khi nó đi xuống rất là thấp, không tạo thành những cái kháng cự mạnh trên đường đi, và lần này mọi người thấy là tiền tham gia vào BVH rất là tốt. Thì nhìn chung thì vẫn là phân hóa thôi, và mình thấy là nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán thì vẫn đang là tiêu cực nhất và đang khổ cho người cầm cổ phiếu thôi, còn người cầm tiền thì kiên nhẫn đợi thôi, có thể là vài phiên tới cũng có thể là một tuần tới vài tuần tới mình không biết được, khi nào tiền vào thì nó sẽ tạo đáy, nhưng mà chúng ta kiên nhẫn đợi các cái tín hiệu để chúng ta mua vào, tránh những việc mua sớm thì ta sẽ áp lực của khi là thua lỗ để bán. Còn những cái nhóm ngành khác ví dụ như bất động sản thì đến đoạn này cũng đa số sideways rồi, nhưng diễn biến hôm nay các du thấy nó không có gì đặc biệt cả, và nó sideways là chính thôi, đô hay DXG, HDC mà nó không có gì đặc biệt. Nếu dòng tiền hôm nay tập trung vào nhóm thép và dầu khí bảo hiểm, còn những cổ phiếu ví dụ như PVS thì hôm nay nó cũng chạm vào cái vùng đỉnh cũ là cái vùng đỉnh từ tháng 6 thì nó dội lại thì cũng hoàn toàn bình thường thôi, và như trao đổi trong tuần trước hay vài tuần trước thì cá nhân mình vẫn nghĩ là cái kỳ vọng của những cổ phiếu này sẽ là vùng đỉnh cũ đó, tức là vùng để cân nhắc để chốt lời đó, còn xác suất vượt của nó thì cá nhân cũng không đánh giá cao khi mà các thông tin về kết quả quý ba nó không thực sự tích cực theo những thông tin báo chí mà mình đọc và mình suy luận, mình không thấy kết quả nó quá tích cực trong quý ba để kỳ vọng quyết định, thì có lẽ là nó là một cái cú chạm là đỉnh cũ để chốt lời. Xin phép được chuyển sang phần hỏi đáp, dành thời gian nhiều cho các anh chị để trả lời các câu hỏi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về chia sẻ của anh về thị trường cũng như là các nhóm ngành và trong phiên ngày hôm nay. Thì đi về phần Q&A để giải đáp những các câu hỏi của các anh chị khách hàng ấy. Thì đầu tiên có anh Phong có hỏi về xin anh nhận định về cổ phiếu PVP và BCC ạ. Anh Du quan điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ? PVP thì Du nhớ đâu đó là nó là công ty con mà của PV Chan là một thuê vốn đúng không? Thì đang ở Upcom. Đợt trước thì có đọc thông tin là thấy PV Chan muốn thoái, thì nếu mà nhìn diễn biến của nó thì đang rất là tích cực. Thế là xu hướng của nó thì đang
hơn được rất nhiều phiếu dầu khí khác, nó đã vượt đỉnh, nó đi lên, và xu hướng trung hạn hay ngắn hạn nó đang là tích cực. Còn rất nhiều cổ phiếu dầu khí khác hôm nay chạm cái đỉnh từ đợt tháng 6 thì đang bị thoái lui, nhưng mà trường hợp cổ phiếu này thì nó đã vượt xa đỉnh tháng 6 từ lâu, từ tháng 8 rồi, là cái đỉnh tháng 6 nó không quá cao nó vượt được. Thì triển vọng cổ phiếu này vẫn đang tích cực thôi, tức là nếu mà anh đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ thôi, thì nó cũng chưa có cái tín hiệu nào đảo chiều xu hướng ấy, và nó đang diễn biến tích cực ấy. Còn mua mới nó cũng được, tại vì mua mới thì nó mới, nếu mà tính về điểm mua thì nó mới bắt đầu xuất phát từ cách đây mấy phiên thôi. Thì nếu mà mua ví dụ như vùng tích lũy của nó 17-18 thì hôm nay nó lên hôm nay là lên 20 này, vùng tích lũy từ 17 đến 18,7 thì nó cũng đâu đó khoảng 5-6% so với vùng tích lũy đó. Thì nếu mà nó điều chỉnh quanh vùng 20 thì người mua được, 19-20 thì cái đỉnh nó mới vượt qua là vùng 19-1 đến 20, thì ở upcom thì nó cái biên độ nó hơi rộng một chút, và cái nó không phiên mở cửa ra đến những lúc nó hơi sai một chút ấy. Thì cái du thì hay lấy đóng cửa nó thôi, thì coi như kháng cự nó quanh 19 thì nó mới vượt ấy. Thì nếu mà nó có cái sự điều chỉnh ở trong các phiên tới về quanh vùng 19 đến 20 thì mình nghĩ nó vẫn cân nhắc được, và giả định như là mình đặt ra một cái kỳ vọng là nó tăng bằng cái nhịp tăng trước gần nhất ấy. Mình giả định là nó tăng bằng cái nhịp tăng gần đây nhất là tăng từ từ 14 lên 20 thì chỗ này nó có thể lên tăng, rất là tăng khoảng 6 giá mà. Thì tăng đó đến khoảng 24, đấy là phần mặt lý thuyết. Thì cái anh Du nghĩ là mình mua với một cái kỳ vọng, nếu mà giả sử như anh mua mới với một cái kỳ vọng mình mua ở vùng 19.5 đến 20 cho kỳ vọng 24, tức là vẫn được 20%, và mình chấp nhận cắt lỗ giả sử như đơn giản là nó vỡ 18, là nó vỡ kênh giá này và nó thiệt hại đâu đó khoảng giá rưỡi, khoảng 7%, đúng không ạ? Đấy là một cái cuộc chơi mà chúng ta đánh giá rủi ro và kỳ vọng là như là chấp nhận được, tức là nó sẽ kỳ vọng gấp 3 lần rủi ro. Thì nó đang trong cái quá trình tăng của ngành dầu khí, và cổ phiếu này thì nó vừa có cái lợi ích của ngành dầu khí mà vừa có lợi ích của ngành vận tải nữa, thì nó tham gia cả hai lĩnh vực, thì nó vận tải dầu khí. Còn với trường hợp của BGC thì anh Dung thấy là nó có cái hiệu ứng từ các cổ phiếu mà được kỳ vọng từ đầu tư công ấy, thì bản chất thì nó là kỳ vọng thôi, còn thực tế thì những cái ảnh hưởng của đầu tư công nó chưa tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, nhưng mà chứng khoán thì nó là thế, tức là những cái gì mà nó là kỳ vọng và nó có động lực là nó đi lên rồi, chứ nó không phải là đợi đến khi kết quả nó chứng minh. Thì đến khi kết quả chứng minh có thể là cái giá nó rất khác rồi. Thì cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu nhỏ và cái tính động cơ nó cao ấy. Thì cái đợt vừa qua nó cũng có một nhịp điều chỉnh và nó đang tăng trở lại. Hiện tại thì thấy cái xu hướng của nó kể cả ngắn hay trung hạn nó vẫn là tích cực. Còn điểm mua mới thì hơi khó, vì cổ phiếu này nó không quá trình tích lũy là nó đủ dài, các nhịp nó diễn ra liên tục. Thì nếu mà mua thì cái anh Dung nghĩ là nó cũng hơi khó xác định điểm mua lúc này. Còn nếu có thì anh chị tiếp tục giữ thôi, và mình chấp nhận mức thoái lui ví dụ như là 57% từ cái mức giá nhất thì chốt lời thôi. Thì những cổ phiếu này thì thanh khoản nó nhỏ và cái biên độ nó lớn, khi nó ở sàn HX biên độ 10%, nếu mà đợi các cái mốc bình xác nhận một rõ ràng mà để bán ra thì nó có thể gây thiệt hại các anh chị. Mình có thể đặt cái mức trailing stop là ví dụ nó sụt 7% từ mức giá cao nhất ở đấy thì mình chốt lời thôi. Còn điểm mua lúc này thì hơi khó, nếu mà nhìn theo cách tăng cổ phiếu trong thời gian qua nó tương đối nóng và nó dựng cái góc nghiêng nó là tương đối dốc, góc nghiêng đâu đó khoảng gần 60 độ thì cho cái trình độ vào đấy thì người thấy là nó sẽ rủi ro, nhưng mà một cổ phiếu nó tăng quá nóng và mình mua đùa. Cảm ơn anh Du ạ. Có chị Lý Thị Quỳnh Trang thì có xin hỏi về nhận định thời điểm để này tích lũy VIX để nắm giữ lâu dài có được không ạ? Nếu anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu VIX nhỉ ạ? Rút đúng không em? Đúng rồi nhỉ. VIX thì vẫn là một cái trường hợp mà giảm một cách rất là bất thường, giảm triền miên, và cũng rất nhiều người hỏi về VIX hay là Vinhome. Thì thực ra vẫn là một doanh nghiệp lớn đầu ngành của nền kinh tế, doanh nghiệp lớn nhất trong nền kinh tế, tập đoàn lớn nhất và có nhiều kỳ vọng nhất, nhưng mà giá thì vẫn giảm. Có lẽ thì Dung nghĩ là cái
Đợt tăng giá đầu năm, đợt tháng 4 thì cái triển vọng về IPO VinFast này nó tạo cái niềm tin về việc mà Vingroup sẽ được hưởng lợi từ việc IPO công ty con với vốn hóa rất là lớn ở trên thị trường quốc tế. Nhưng mà các cái quy định về thắt chặt cái việc IPO đấy của Mỹ thì nó khiến cho việc mà niêm yết cửa sau nó đang gặp khó khăn. Thì cái tôi nghĩ là cái động lực của VIX để tăng giá thì nó sẽ phải đợi cái thương vụ VinFast thôi. Thì mọi người thấy là bây giờ tất cả cái nguồn lực của Vingroup nó đều bán bớt để dồn lực cho VinFast, gần như một cái ván bài mà rất là lớn và nó thay đổi cái doanh nghiệp của anh Vượng. Thì đây sẽ là một cái ván bài lớn, và nó có thành công hay không thì chúng ta phải đợi thị trường khi mà IPO VinFast thì trường Mỹ sẽ trả lời câu hỏi đấy. Bản thân chúng ta thì không đủ cái khả năng đánh giá cái việc thành công của thương vụ đấy và cái giá trị thực sự của VinFast. Thì nếu mà thương vụ VinFast thành công và cái giá trị rất là lớn ấy, nhiều tỷ đô như anh Vượng kỳ vọng, thì chắc chắn Vingroup sẽ là một cổ phiếu mà được cả thế giới người ta nhìn vào ánh mắt khác, nhiều nhà đầu tư quốc tế người ta nhìn ánh mắt khác và người ta sẽ tìm mua. Và những nhà đầu tư Việt Nam thì cá nhân tôi nghĩ là lúc đấy sẽ có những cái nhìn nó rất tích cực. Còn ngược lại, nếu mà thương vụ IPO nó chưa diễn ra thì nó rất khó đánh giá trong cái đấy. Các cái khoản thu của VinFast và cái lỗ của VinFast thì vẫn đang đang là gánh nặng đối với VIX. Và trong vài năm gần đây thì VinFast mỗi năm cũng tiêu tốn vào VIX rất nhiều tiền, càng ngày càng tiêu tốn hơn. Có lẽ câu chuyện ở góc độ cơ bản ấy, thì cá nhân tôi nghĩ là phải đợi cái hiệu quả của VinFast thể hiện vào doanh thu và lợi nhuận, hoặc là cái kỳ vọng của nó khi nó IPO trên trường Mỹ. Còn cái diễn biến của VIX tại thì nó vẫn là tiêu cực thôi. Diễn biến trong một tuần qua thì nó đang cố xây một cái đáy ở vùng 85 ấy. Thì rất khó để nói về VIX, thì vì cái quy mô tài sản doanh nghiệp rất là lớn và những cái câu chuyện nó có tính đột biến ấy. Nó không phải là một cái doanh nghiệp hoạt động đều đều như những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như Hòa Phát hay Vinamilk, mà chúng ta có thể dễ ước lượng được được cái các cái biên số. Mà đây là một cái doanh nghiệp thực sự dung nghĩa là doanh nghiệp tuyệt vời, thì vì tạo những cái thay đổi lớn cho nền kinh tế Việt Nam ấy, và nó thay đổi hành vi người tiêu dùng rất là nhiều. Nên cái việc định giá VIX với lại VinFast thì hiện tại Dũng nghĩ là rất là khó, và cái việc mà kỳ vọng đâu là đáy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thông tham số về VinFast, sự thành công của VinFast ở trong kinh doanh và cái sự thành công của IPO. Còn khi chúng ta không định giá được những cái đấy thì tốt nhất là đợi tín hiệu kỹ thuật thôi. Cái Dũng nghĩ là nếu nó tiếp tục rơi thì việc dò đáy thì không nên, nhưng ít nhất khi nào người thấy là nó vượt được cái kênh giá mà Dũng kể từ tháng 4, là tức là cái kênh giá giảm ngắn hạn ấy, ít nhất là phải có tín hiệu nó vượt được đã và bằng một cái phiên nào đấy tăng có khối lượng với mức tăng tốt từ 4-5% trở lên thì mọi người thì có thể cân nhắc phải tham gia. Chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mua đắt hơn đáy đâu đó 5-7% thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta mua mua đón đáy. Tại vì mua đón đáy thì nhớ nó giảm tiếp 10-15% chúng ta còn thực tế là còn mua tốn kém hơn, nhưng thà đợi đợi nó tạo đáy mà nó cao hơn đáy 5-7% 10% chúng ta mua nó rẻ hơn, mà cái tinh thần nó sẽ đỡ mệt mỏi. Cái Du nghĩ là nên đợi, nó chưa có tín hiệu gì cả. Và đoán thì nó vô cùng lắm, mình cũng không nên đoán thì nó thành những thói quen tốt. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Chị Hương có hỏi về xu hướng quý 4 của dòng chứng khoán á, và thứ hai là điểm bán của SSI thì giá vốn của chị đang là giá 41,3. Anh Du có thể chia sẻ thêm về nhóm chứng khoán được không ạ? Chứng khoán thì hiện tại ngắn hạn nó đang vào cái chuyển, thì ra cái chị nhìn thì nó đã tăng rất nóng rồi. Từ năm ngoái đến nay thậm chí nó tăng, nếu mà tính từ tháng 5 đến nên bây giờ nó vẫn tăng rất là nhiều, và hầu hết những nhà đầu tư mà giao dịch AI trong một năm qua thì hầu hết có lãi thôi. Tham gia là chỉ có những người mới giao dịch AI từ tháng đầu tháng 9 đến giờ lỗ một chút. Quan điểm của Du là nếu mà mình nhìn một cái câu chuyện xa hơn về ngành chứng khoán, cái triển vọng của ngành nó vẫn rất là tốt. Cái việc là xã hội hóa chứng khoán rồi đến các thị trường ấy, vừa thấy là thanh khoản thị trường hay là cái điểm số thị trường trong một năm nay nó tốt hơn nhiều so với năm trước, thì cái triển vọng thì năm 2022 thì mọi người đánh giá là tích cực hơn nữa. Nếu mà cái độ phủ vaccine của Việt Nam nó đủ tốt đến hết quý 1 ấy, nó xong bị các cái đợt giãn cách lớn đó. Và cộng thêm những cái gói kích thích kinh tế của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, kỳ vọng là những khôi phục lớn lớn của nền kinh tế thì thanh khoản hay là điểm số thị trường nó còn triển vọng đi lên. Thì người thấy là nếu mà nhìn đến ai các cái đợt tăng trước nó luôn có những đợt điều chỉnh tương đối mạnh, nhưng sau đấy cổ phiếu lại vượt đỉnh đi lên. Thì cái Dung nghĩ là kể cả trong kịch bản tệ nhất của ngành chứng khoán,
tức là cái xác suất nó vượt lại cái đỉnh cũ ở trong quý 4 là tương đối cao, thì nó có giảm sâu thì xác suất nó không vượt được đỉnh, nó vẫn có một cơ hội nó về đỉnh. Thì rất nhiều cổ phiếu mà mạnh ấy, thì sau một cái quá trình suy giảm nó vẫn có một vài lần nó sẽ cố vươn lên để nó vượt đỉnh. Thì quan điểm của tôi thì nếu mà cái giá vốn của anh chị mà thấp ấy, thì nên lựa cắt lỗ, tại vì nó tránh để cái tình trạng giống như ngành ngân hàng ấy, phải bị trượt thêm một đoạn nữa. Khi nào nó xây một cái đáy nó đi lên một 6 chữ muộn, tại vì chúng ta gặp nhau thường xuyên trong các buổi đồng hành giao dịch, nhưng anh chị có thể nghe anh chị tìm những mua mới. Còn khi mà chúng ta chết định, mà chúng ta xác định là mua để mục tiêu lướt sóng ngắn hạn mà nó đã sai, tức là xu hướng nó đi xuống và chúng ta còn thua lỗ, thì thứ nhất là cắt lỗ. Tại vì nếu mà nhìn theo các chỉ báo như MA hay là RSI hay là MACD, nó cũng đồng thuận thôi, tức là mọi thứ đều đang cho một xu hướng đi xuống cả, nó chưa có cho một điểm mua nào. Và cái mức lỗ nếu mà anh chị mua từ giá 41 đến giá hiện tại thì đâu đó khoảng trên 3 giá, thiệt hại đâu đó khoảng 5-7%. Anh Dung nghĩ là hoàn toàn có thể cắt lỗ được, cho cái tinh thần mình thoải mái là mình chờ đợi khi nào cổ phiếu nó thực sự vào đáy, nó thành sóng tăng mới thì nó mua. Tại vì chúng ta nếu mà nhìn cái trường hợp của các nhóm ngành ngân hàng ấy, thì cái quá trình đi xuống nó rất là mệt mỏi, và nếu chúng ta cứ chủ quan giữ và đợi thì có thể chúng ta lại gánh chịu cái đợt giảm nó tiếp diễn như này, nó rất là mệt mỏi. Thà chúng ta cắt lỗ chấp nhận cái mức thiệt hại nhỏ và đợi khi nào cổ phiếu nó tạo đáy, nó hình thành những sóng tăng mới, chúng ta mua lại cho đỡ áp lực. Thì quan điểm của Du là như thế. Còn nếu mà đầu tư dài thì anh chị có thể nắm dài hạn, thì quan điểm về ngành chứng khoán thì hầu hết mọi người đều đồng thuận là nó sẽ tích cực hơn nếu mà nhìn theo góc độ cơ bản. Còn ngắn hạn nó đang là điều chỉnh, hạn chế mình mua mới. Còn nếu mà bị thiệt hại và bị kẹt thì nếu mà không quá áp lực thì mình có thể 50-50, tức là mình giữ tiếp một nửa nữa để mình hy vọng thêm một tuần nữa chẳng hạn nó vẫn không đạt tiêu chí thì mình có thể chấp nhận cắt lỗ. Còn nếu mà quyết liệt thì có thể là bán hết và đợi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Anh Phi Lưu Thái có hỏi về cổ phiếu CAG, thì Linh xin phép được trả lời về cổ phiếu này. Thì CAG thứ nhất là thanh khoản của cổ phiếu này trong giai đoạn gần đây nó khá là thấp, và anh có hỏi về mặt xu hướng ấy, thì Linh nhìn vào cái đồ thị kỹ thuật của CAG ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng của CAG nó vẫn là cái xu hướng đi lên thôi. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ về cái diễn biến giao dịch giá của CAG ấy, thì anh chị thấy rằng là rất khó để chúng ta có thể giao dịch ngắn hạn cho cổ phiếu này, khi mà lên và xuống nó khá là sốc. Đó, thì do đó anh chị nên cân nhắc khi mà mình tham gia, mình giao dịch những cổ phiếu này. Và một phần những cổ phiếu này nó cũng lên theo câu chuyện của ngành cảng biển. Mà câu chuyện của ngành cảng biển mà rồi nó khá là sáng. Thì đó là những cái mà thông tin mà Linh chia sẻ với anh thêm về cổ phiếu CAG này ạ. Cổ phiếu này kỳ dị quá, thực ra không thích được đâu. Thanh khoản nó có phiên mạnh, có phiên mất hút. Nó không thực sự có tính thị trường lắm, rất khó phân tích, và mình cũng chưa có thời gian nghiên cứu cơ bản của cái này. Có lẽ nó chỉ là trường hợp ăn theo ngành cảng biển thôi. Còn về tính cơ bản hay là xu hướng của nó thì là rất khó phân tích. Những cái đợt tăng rất là nhanh và xuống rất là sốc. Thanh khoản thì quá bé, tức là một vài cá nhân tạo sóng thì tránh. Anh Minh có hỏi về xu hướng cổ phiếu gas và đạm phú Mỹ trong tuần này. Thì anh Du cũng đã vừa chia sẻ với anh chị về cổ phiếu gas rồi. Thì gas hôm nay đã chạm cái vùng kháng cự như trước anh Du có trao đổi, 110. Thì cổ phiếu hôm nay giảm ngược trở lại khi mà chạm cái vùng này thì cũng là một chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng ta vẫn nhìn thấy một cái xung lực, tức là khối lượng giao dịch của gas nó cũng khá là lớn. Sau đó thì quan điểm của anh Du là trạng thái của gas thì vẫn tích cực. Đến thời điểm này cổ phiếu này vẫn khá là tích cực. Còn về đạm phú Mỹ thì cũng giống như là các cổ phiếu ngành phân bón khác, thì đạm phú Mỹ cũng chạm cái vùng sau khi vượt nhẹ cái vùng đỉnh trước đó thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại. Tuy nhiên thì quá trình điều chỉnh này của đạm phú Mỹ nó cũng được coi là cũng khá là tích cực. Do đó thì xu hướng của cổ phiếu gas và đạm phú Mỹ trong tuần này thì theo cá nhân Linh nhìn thì vẫn đang review theo chiều hướng tích cực hơn ở hai cổ phiếu này ạ. Thì anh Du không biết anh có thêm quan điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ? Gas và đạm phú Mỹ ạ. Quan điểm vẫn cho đổi lúc đầu thì gas hay là hay là đạm phú Mỹ thì cũng đã có một nhịp tăng mạnh trong tuần vừa qua đến tận đến phiên hôm nay, thậm chí là như đạm phú Mỹ tăng liên tiếp 4 phiên ấy, thì cái việc điều chỉnh một phiên nó cũng là hoàn toàn bình thường thôi, và đó vẫn là khối lượng nó rất là thấp. Ví dụ là gas thì nó sẽ có cơ hội hướng về cái vùng đỉnh cao hơn ở vùng 115 kỳ vọng cách đây vài tháng. Cái kỳ vọng này không phải là mới, mà cách đây vài tháng mình đã đặt kỳ vọng này rồi.
Và bây giờ nó đang xảy ra cũng tương tự như thế rồi, nó có thể lùi lại một vài phiên rồi nó lại đi lên tiếp. Thì cái đỉnh 115, 116 nó sẽ là cái kháng cự mạnh hơn của gap. Còn như đạo Phú Mỹ thì nó lùi lại một phiên sau khi nó tăng nóng 4 phiên ấy, thì nó là hoàn toàn bình thường, là vẫn là trạng thái mà ai có lãi cả. Người thấy là ai mua T3, T5 đều có lãi. Và hôm nay là cái trạng thái mà những người mua ở giá 32 đến 35 về chốt lãi thì vẫn là lãi 3 đến 5 giá, đúng không ạ? Không ai lỗ cả. Và khối lượng rất là bình thường, chưa có gì đột biến cả. Thì mình nghĩ là nó có thể nó tiếp tục hai phiên rồi nó tiếp thôi. Thì thực ra là nhóm ngành nó ví dụ như đang có mau nó cũng đang thế. Nó chưa có áp lực gì quay đầu đâu. Nghĩa là cái xác suất nó vẫn cao. Kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp ngành phân bón này nó rất tích cực, thế nên là đấy là cái lợi thế của doanh nghiệp này. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Anh Tuấn Phúc thì có hỏi về cổ phiếu NT2, thì NT2 hay nói riêng hay là nhóm cổ phiếu ngành về ngành điện hôm phiên ngày hôm nay khá tích cực, ví dụ như là Pau này rồi RE hay là Vĩnh Sơn. Thì một phần đến từ câu chuyện là kỳ vọng về việc mở cửa lại nền kinh tế, và hai là câu chuyện từ việc thiếu điện từ Trung Quốc. Thì hôm nay phiên NT2 cũng đóng cửa một tăng một phiên trần. Không biết anh Du có góc nhìn gì về phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu này nếu mà nhìn trong trong mấy năm qua, nếu tính từ 2016 giờ, nó thực ra nó đi ngang, nó không là sóng đó. Nó những đợt giảm nó lại hồi giảm, nó cũng không tạo ra nhiều cái chuyển biến. Nếu mà tính từ 2016 giờ mới thấy là nếu mà nhìn rộng hơn thì nó gần như là một cái sideways trong một cái biên độ rộng, và nó không tạo những cái đỉnh mới thực sự rất là mạnh. Và người thấy là nếu mà nhìn ngắn ra, nếu mà nhìn từ 2019 đến giờ thì nó vẫn là cái đỉnh sau đang thấp hơn. Ra nó vẫn là sóng hồi trung hạn, nó không phải là sóng tăng hoàn toàn mới, tức là vượt đỉnh đi lên. Nếu mà những người cầm cổ phiếu này trong vài năm qua tính ra giờ vẫn lỗ, và thỉnh thoảng nó đột biến một vài phiên ấy. Thì có lẽ câu chuyện mà thiếu điện từ Trung Quốc ấy, thì nó đang tác động tích cực đến các phiếu ngành này. Nhưng mà nếu mua thì cá nhân Dung nghĩ là nó phải đợi nó tạo một cái đỉnh mới mà nó vượt xa so với lại cái đỉnh cũ ấy. Như thế mình có một cái kỳ vọng nó sáng hơn. Còn hiện tại nó không phải là một cái sóng tăng mà đủ dài để tham gia kiếm lợi nhuận trên đấy cả. Vì nếu mà một cái sóng dao động là sóng ngắn quá, chúng ta tham gia sẽ không kiếm được nhiều lợi nhuận. Nó phải là những sóng tăng rõ rệt ở những cái cổ phiếu mà gọi là uptrend ấy, thì chúng ta kiếm những lợi nhuận. Hiện tại nó không cách quá xa so với kháng cự. Nếu chúng ta từ 2019 đến giờ, thậm chí là nếu mà nhìn ngay gặp cái đỉnh của 2021 từ tháng 1 đến giờ, là những ai giữ từ đầu tháng 1 đến giờ thì vẫn đang lỗ thôi. Và chúng ta phải đợi ít nhất là nó phải vượt qua cái cản chéo nối từ 2019 đến 2021 thì đấy tầm nhìn cổ phiếu nó sẽ thay đổi, thì cái kỳ vọng nó sẽ khác ấy. Thì có lẽ phải đợi thêm, nhìn cái khoảng cách này có lẽ phải đợi thêm nhất là hết tuần này, thì lúc đấy cái đánh giá về nhân trạch 2 nó mới rõ rệt hơn là xem cổ phiếu này đang có một sóng mới hay nó chỉ là giống các sóng co giật trước để tạo những cú hồi xuống lại rơi thôi, thì nó rất khó để chết đi. Còn trường hợp của Pao thì có lẽ là rõ hơn, thì nó đang diễn biến nó tích cực hơn ấy. Anh Du thấy là như trao đổi với anh chị tuần trước, thì nếu mà nó vượt qua cái kênh giá giảm mà nó đã thiết lập từ tháng 1 ấy, thì hôm nay nó là phiên vượt qua rất là tốt rồi. Tức là sau một phiên tăng, phiên giảm tuần trước thì nó chạm kênh, nó không bị lùi lại những cái đợt tăng của tháng đầu tháng 9. Thì đây là cái đợt nó vượt qua được cái kháng cự rõ rệt. Lúc này cái kỳ vọng của nó sẽ hướng về tầm 14-15, là cái đỉnh của nó ở tháng 3 và tháng 1 ấy. Thì các anh Du thấy là cái cơ hội nó bắt đầu nó mở ra, nhưng mà ra nó không quá lớn, và nó phù hợp với những ai mà số lượng lớn thôi, chơi số lượng nhiều thôi. Còn đến mức phần trăm, ví dụ như ở cái vùng 12.x lên 15 thì nó đâu đó khoảng 10%, là khoảng không hơn 10%, khoảng gần 20% thì cũng chấp nhận được. Nên là nếu mà ngày mai nó điều chỉnh lại thì đấy là cơ hội để cân nhắc mua vào. Thì hôm nay là phiên, hôm qua là phiên chớm với cao, hôm nay là phiên confirm với cao, thì điều chỉnh lại có thể là cân nhắc được. Còn những cổ phiếu khác thì điện, ví dụ như phản lại thứ, thì nó giống như NT2 thôi. Nếu mà xét về bản chất thì từ 2019 thì nó là đi ngang như một cái vùng sideways, và nó rất khó chết định. Người thấy là các sóng nó co giật giật chân vài phiên rồi lại sàn vài phiên, nó rất nhanh và không kịp, giống nhanh đúng là nhanh như điện, giật lên rồi lại giật xuống, và nó không thực sự là sóng, và như thế rất khó chết định. Cái tôi thấy là như kiểu của Pao thì có lẽ là thanh khoản nó đủ lớn và cái trend nó nhìn nó rõ hơn,
Nhìn chiết đinh nó còn còn dễ hơn là chiết đinh những cổ phiếu mà thanh khoản nó thấp và nó co giật mạnh như Phả Lại hay là LTH. Vâng ạ, thì anh Du đã vừa trả lời câu hỏi về về Pau của anh Vũ Đăng Thái ạ. Thì anh Vũ Đăng Thái có hỏi về Pau, thì anh Du đã vừa trao đổi với anh về cổ phiếu này rồi ạ. Một anh chị có hỏi về cổ phiếu BCG Bamboo Capital ạ. Thế là anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Bamboo Capital là cổ phiếu mà trước đây thì anh Du đánh giá nó rất là thấp về mặt cơ bản, thì doanh nghiệp từ khi thành lập và những cái hoạt động nó không tạo nhiều quả, nhưng trong vài năm trở lại đây thì những hoạt động của BCG nó càng mạnh mẽ hơn và người ta đang lấn sân trong một số cái mảng khác, ví dụ như là ngoài năng lượng tái tạo thì người ta đang tăng cả các doanh nghiệp công rồi các doanh nghiệp về bảo hiểm hay là cả lĩnh vực tài chính ngân hàng nữa, thì anh Du thấy là cái tham vọng của BCG đang ngày càng lớn, là doanh nghiệp đang có những cái chuyển mình nó rất là mạnh so với cái góc nhìn về nó trước đây. Còn trước đây thì nó là một cái doanh nghiệp mà hoạt động kém hiệu quả và giá nó rất là tệ, luôn hoạt động dưới giá 10 trong nhiều năm. Đúng không? Chúng ta thấy là từ khi lên sàn thì 2016 thì doanh nghiệp có một cú rơi rất là mạnh về giá 4, rồi nằm bệt ở đây mất khoảng vài ba năm, 4 5 năm nhưng phải ít, từ 2016 đến tận 20 đầu 2021 thì vẫn dưới giá 10 đúng không ạ? Còn bây giờ bắt đầu mới về mặt đất, thì thực ra nếu mà nhìn cái đợt tăng vừa rồi thì nó cũng chưa tăng vượt lại cái thời điểm lúc nó lên sàn đâu, từ 2014 đến 2015 đâu, 2015 là những cổ đông mà mua hồi đấy giờ thì nếu mà cầm 6 năm ấy thì về bản chất thì vẫn là chưa về bờ đâu, và nó cũng chưa có nhiều cái động lực. Nhưng mà cái cú tăng trong vài tháng ngày đây thì cũng khá là tích cực, tức là nó vượt được cái đỉnh test từ khi lên sàn được mùng 15-16, và cái triển vọng giá về trung hạn thì nó đã mở ra cái triển vọng nó sáng hơn. Còn về ngắn hạn thì nó đang là sideways đâu, nếu mà tính từ đầu tháng 9 giờ thì nó suy giảm đang sideways, ra nó giống những cổ phiếu, một số cổ phiếu ngành chứng khoán trước khi nó bị vỡ đó. Nó chưa thực sự quá tích cực. Phiên nay thì tiền vào rất là tốt này, phiên nay thì cổ phiếu tăng trần và thanh khoản tốt, thì cái dung nghĩ là nếu mà cổ phiếu nó tiếp tục tăng giá thì nó phải vượt cái đỉnh cũ ở vùng 20, 19-18-20 này, thì cái giá hiện tại so với cái giá đấy nó cũng chênh nhau đâu đó có 1,2 giá, tức khoảng 7% ấy. Người nên kiên nhẫn đợi nó vượt hẳn đấy, với cái phiên mà vượt mà nó thuyết phục thanh khoản tốt thì rồi sau đấy nó điều chỉnh lại thì mọi người mua chưa muộn. Còn nếu như mà mua bây giờ mà bét trước cửa và đỉnh, mà nếu mà mua xong nó chỉ cần chạm đỉnh nó dội ngược lại thì nó sẽ bị tình trạng hai đỉnh, hoặc thậm chí nó sideways tiếp thì sẽ bị mắc kẹt trong cổ phiếu này, thì tốt nhất là nên đợi thôi. Nó vượt ít nhất là có quan điểm du nó phải vượt qua cái vùng đỉnh cũ rồi nó điều chỉnh lại cho mọi người mua, thì thường người có hai lựa chọn là mua mua khi nó vượt đỉnh hoặc là mua khi nó điều chỉnh bị test trở lại, hoặc là chia đôi ra mua luôn. Thì như thế nó sẽ đảm bảo là mình đang đang tư duy là mình mua một cổ phiếu mà nó đang trên xuống đi lên, còn nếu chúng ta mua nó trong vùng sideways hoặc nó đang xuống đi xuống ấy, thì nó không phù hợp với nguyên tắc chia đinh lắm. Thường là chúng ta mua với một cái cổ phiếu khi nó đang trên một xung lực đi lên, tại vì cái quá trình đi lên thì nó sẽ giúp cái cổ phiếu nó tạo những nó tốt cho chúng ta đó. Như một người đấy những trường hợp năm qua chúng ta chứng kiến những quả đi từ won hay là DGC, là những cái cổ phiếu mà lên xong lại điều chỉnh lại đi lên, thì những cái cú vượt đỉnh sẽ là những cái cơ hội để mình tham gia những đợt sóng tăng mới đó. Còn khi cổ phiếu nó chưa vượt đỉnh thì nó vẫn là cái rủi ro đã có đỉnh trước đấy, hoặc là nó là sideways bào mòn chẳng hạn, thì nó áp lực. Và cái bài học về những cổ phiếu này nó cho thấy là cho chúng ta thấy là có nhiều cổ phiếu trong quá trình lên nó có những cái đợt giảm này, và cảm tưởng như là cổ phiếu hết sóng rồi, nhưng sau đấy nó có đỉnh lên, nó lại tạo ra những cái nấc thang mới. Và thứ ra chết đinh thì phải chấp nhận bỏ qua những cái vùng sideways như này thôi, ta sẽ mua khi nó tạo những cái nấc thang mới, nó hình thành những mặt bằng giá mới, thế là nó đã kết thúc cái quá trình cây máu rồi. Thì có nhiều cổ đông có thể người ta lãi từ nhiều tháng trước, người ta đang ngồi người ta chốt, thì nó khiến cho những người mua đang gặp áp lực, thì khi nào cái quá trình thay máu nó kết thúc và nó vượt đỉnh ta mua đâu. Không nên mua lúc này, có điểm cuối như thế. Còn cái xác suất vượt đỉnh nó đang dần xuất hiện rồi, vì hôm nay là phiên mà nó có thanh khoản trở lại và tăng rất là tốt, tăng kịch biến độ, nhưng tốt nhất là nên đợi vượt đỉnh. Thì đã có nhiều phiếu chúng ta chứng kiến là nó lên đỉnh thành hai đỉnh và nó lại rơi đúng không, nhất là cổ phiếu ngành ngân hàng trong tháng 6 là cái bài học rất là nhãn tiền ở những trường hợp mà chúng ta nghĩ là nó có thể vượt đỉnh. Đây, dù có thể lấy ví dụ anh chị Techcombank đúng không ạ? Hai hai lần lên Techcombank thì không rõ lắm, chỉ là có tiên phong banh ở tháng 6. Anh chị thấy là
tưởng chừng như vượt đỉnh cho nó có những cái cú rơi, ví dụ như cái phiên ngày 5 tháng 7 chúng ta tưởng như tia tia bay sắp vượt đỉnh nhưng ngược lại nó rơi những cú rất là mạnh KB đúng không ạ? VB đợt tháng 6 cũng là một trường hợp mà nhiều người nghĩ vượt đỉnh thì hai ba phiên khối lượng rất là lớn và nến tăng rất là tốt, phiên nào 3%, cái phiên này trong phiên tăng rất là mạnh, thậm chí tăng gần trần rồi nó bị dội ngược lại. Chính vì thế nên chúng ta cũng không nên chủ quan, thì mặc dù đỉnh nó rất là gần thì thôi nên đợi nó vượt đỉnh hẳn rồi chúng ta tham gia, thì những cổ phiếu mà nó đang có tham vọng lớn từ hội đồng quản trị của doanh nghiệp, của chủ tịch doanh nghiệp ấy, thì rõ ràng nó là những cơ hội chúng ta quan tâm được. Tại vì một cổ phiếu đi lên hay không ngoài kết quả cơ bản hiện tại thì nó phụ thuộc Hết vào cả cái triển vọng của là doanh nghiệp, internet là nó ngon. nhất là cái tầm nhìn của người chủ tịch doanh nghiệp, người ta có những cái tầm nhìn xa cổ đông rất là nhiều và chúng ta hưởng lợi từ việc mua và trao tiền cho người ta giúp chúng ta kiếm tiền thôi, nhất là những ông chủ đỏ. Cái dung những doanh nghiệp này nó đang có vọng mới về lột xác để thành những cái tập đoàn tư nhân lớn sau này, thì cái cơ hội trading nó sẽ rất là nhiều, nhưng quan trọng là chúng ta đợi cái nhẫn đợi nó vượt đỉnh, ta tránh cái đỉnh. Xuống thì không kiếm Vâng ạ, internship cảm ơn anh Du ạ. Chị Ngân thì có internship hỏi về nào xu hướng dài hạn bên Bình Chánh của như vô GSB. làm giải khoán đó cho mình. Anh Thì bắt GSB Linh chia mấy sẻ một chút người là Linh Quốc đi, anh đang em bật đang quên mất. chọn alo ạ. Có anh Vũ Trần Minh anh nào đấy đang bật mic thì em tắt đi Mà hết rồi. Vâng, Linh xin trả lời câu hỏi của chị Ngân về xu hướng dài hạn của GSP. Thì GSP đang trong một cái xu hướng tăng về dài hạn. Tuy nhiên thì nếu mà chị nhìn về cái giao dịch của cổ phiếu này thì thấy rằng là nó sự rất khá là khó để giao dịch trong ngắn hạn, khi mà những cái độ dốc, tức là cái trend xu hướng của nó khá là dốc, cho thấy là cái biến động ngắn hạn của nó khá là mạnh ấy. Còn thời điểm hiện tại thì đối với cổ phiếu này thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà đang có cổ phiếu tiếp tục nắm giữ thôi. Còn chúng ta mua mới cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại thì chắc thì sẽ không còn một điểm đủ tốt để chúng ta có thể mua vào cổ phiếu này nữa rồi. Trong khi đó thì thay vì cổ phiếu này thì chị có thể quan tâm đến một vài cổ phiếu khác như vòng dầu khí, ví dụ như là gas hay là các cổ phiếu PVD, PVS, thì nó sẽ có những cái tính thị trường cao hơn và nó có những cái yếu tố mặt kỹ thuật tốt hơn để chúng ta có thể giao dịch. Anh Long Nguyễn có hỏi về cổ phiếu Vinamilk và MBB có thể mua thêm không? Thì không biết anh Du có quan điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ? Vinamilk và MBB ạ. Vinamilk thì cái tuần trước trao đổi nó đang tích cực dần, tức là cái đáy nó đang xây khá là dài sau quá trình suy giảm. Người ta nhìn ngắn hạn thì nó đang cái chu kỳ giá giảm và tiếp diễn từ tháng 1 đầu năm nay đến giờ, nhưng mà chúng ta nhìn ngắn lại khoảng 3 tháng nay nó đã có những trạng thái đi ngang tích cực, đang xây một cái vùng đáy trung hạn, nó đang có những chuyển biến mới. Còn nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì nên đợi nó vượt giá 92 thì mua thì hợp lý hơn. Nếu mà mua, tại vì mua chiếc đinh mà mua nó lại tiếp tục sideways chúng ta sẽ mệt mỏi. Thứ nhất là chúng ta không kiếm được tiền để đó. Thứ hai, chúng ta sẽ mất cơ hội để mua những cổ phiếu mạnh khác. Còn nếu mà chúng ta nhìn cái xu hướng của nó dài hơn ấy, từ khi lên sàn đến giờ thì chúng ta thấy là đây cũng là những cái cổ phiếu mà đem lại rất nhiều cái lợi nhuận cho các cổ đông này. Còn ngắn hạn thì hay là trung hạn, trong vài năm qua thì Vinamilk với tốc độ tăng trưởng nó không còn tốt nữa, nó sideways thì nó suy giảm. Nếu chúng ta nhìn nó dài hơi hơn, chúng ta nhìn những doanh nghiệp khi lên sàn rồi thì giá nó cũng tăng đâu đó khoảng 30 40 lần từ khi niêm yết, đúng không ạ? Khoảng 30 lần đem lại rất nhiều cái lợi nhuận cho các cái cổ đông là khách hàng cá nhân, chính là các cái quỹ lớn ấy, gồng gánh thị trường trong rất nhiều năm. Còn nếu mà nhìn theo sóng dài thì ra cái cú giảm của Vinamilk trong vài năm qua thì ra nó làm cái sóng điều chỉnh bình thường thôi, thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng 12 năm rồi, thì nó điều chỉnh mới có 3 năm. Thường thì quá trình điều chỉnh nó diễn ra khoảng một nửa thời gian tăng trưởng, còn những doanh nghiệp mạnh thì nó chiếm 1/3 quá trình tăng trưởng. Thì nếu mà chúng ta xét cái quá trình sóng tăng của Vinamilk khoảng 12 năm thì nó mới điều chỉnh 3 năm thì nó chiếm đến 1/4. Nó có điều chỉnh khoảng 4 đến 6 năm là hoàn toàn bình thường. Và đó, nếu mà nhìn như thế thì chúng ta thấy là cái triển vọng của Vinamilk về dài hạn thì nó vẫn rất tích cực, nó chưa quá tiêu cực, nhiều người lo ngại. Còn những cái triển vọng ngắn trung hạn thì
ta chỉ nhìn từ 2018 đến nay thì nó vẫn là một cái sóng xuống, và nó chưa phải là một cái sóng tăng trưởng. Vì ra bản chất doanh nghiệp thì mấy năm gần đây thì tốc độ tăng trưởng nó gần như đi ngang, thậm chí tăng trưởng chỉ 5-7% thôi. Trong đấy trước đây cái định giá của Vinamilk thì PE nó thường tầm đến 22-25 lần, đúng không anh chị theo dõi? Thì khi mà tốc độ tăng trưởng nó thấp đi thì khó thể đòi hỏi một cái bằng tăng giá cao được. Nhưng mà về triển vọng ngắn hạn thì cánh dung nếu nó vượt qua 92 thì cái đợt hồi phục lên tầm giá lại 100 hoặc là 100 thì nó có thể xảy ra. Tại vì anh chị thấy là trong vài tháng qua thị trường có vẻ đang đi tìm kiếm những cổ phiếu chưa tăng, hay là những trường hợp của GAP là trường hợp mà hay những của BVH, như là những trường hợp mà tính từ đầu năm nay thì mức tăng rất là yếu và đợt này dòng tiền đang kịp đến, tức là người ta đang thiếu cơ hội, thiếu ý tưởng giao dịch, mà bay những chứng khoán đều giảm, người ta bắt đầu đi tìm kiếm những cơ hội những ngành khác. Còn như Vinamilk là một trường hợp cân nhắc được, tại vì nó đã suy giảm từ đầu năm mà nó cũng chưa phục hồi đủ lớn, có thể có một nhịp cân bằng giá này quanh vùng 100 thì nó hợp lý đó. Thì cổ phiếu này thì nó vẫn là những cái trụ cột của thị trường và là cái cổ phiếu mà nằm trong danh mục của các quỹ, nhất là các quỹ số, chúng ta là vẫn có những cái quỹ đấy. Thì anh Dung nghĩ một cái cú hồi phục lên đâu đó cũng 100 thì có vẻ hợp lý, và mình có thể cân nhắc mua khi nó vượt 92 thì nó sẽ hợp lý hơn là mua bây giờ, tức là đợi kiên nhẫn khi nào có phiên vượt 92 thì nhận mua vào, thì lúc đấy cái view nó sẽ là bắt đầu vào sóng hồi phục. Còn có hỏi nữa không Linh ơi? Dạ, cổ phiếu về cổ phiếu MBB nhỉ? À, MBB. Vâng. MBB thì cứ du trao đổi từ đầu buổi, nó bị ảnh hưởng của cổ phiếu ngành ngân hàng ấy. Nó ở trong cái nhóm mà đỡ xấu hơn những cổ phiếu mà đã phá đáy thôi. Vì những cổ phiếu như công thương hay là VIB hay Liên Việt đã phá đáy, nó thì xuống tận dưới đây rồi. Nó chạy rất là xa rồi, chúng ta so sánh đúng không ạ? Công thương thì nó phá cái đáy đi tháng 6 từ lâu rồi. Đáy tháng 7 thì tháng 8 nó phá, xong đáy tháng 8 thì tháng 9 nó phá. Và hiện tại nó cũng không có cái đấy, nếu mà thậm chí nó còn vỡ cái 200, bây giờ nó chỉ có hỗ trợ mạnh ở vùng đâu đó khoảng quanh 24 này, thì được coi là một cái hỗ trợ mạnh, thì nó là cái đường nối từ đỉnh vào tháng 10 năm ngoái. Tức là nếu về đây nó sẽ tương đương xuất phát từ tháng cái thời điểm xuất phát từ tháng 10 năm ngoái, thậm chí tháng 1 năm nay, lúc đấy coi như cái việc tăng giá trong 8 tháng qua nó bị trả lại hết, và nó sẽ xuất hiện những cái đợt bắt đáy để đưa cổ phiếu đi lên. Nhưng mà thường những cổ phiếu mà suy giảm mạnh như này thì nó sẽ khó có cơ hội vượt đỉnh trong ngắn hạn, nó thường chỉ có là những cú hồi thôi. Bây giờ cái triển vọng vượt đỉnh của công thương bắt đầu khó rồi. MB là trường hợp mà Dũng nghĩ là nó sáng hơn, nó giống như Tech, là những trường hợp mà nó còn gần với đỉnh. Và những cổ phiếu nào mà trong cái đợt suy giảm chung của thị trường hay là đợt suy giảm chung của ngành mà nó không bị giảm nhiều so với đỉnh thì thường sẽ là những cổ phiếu có cơ hội vượt đỉnh nhất. Còn mua thì nó tương đối khó nghĩ, tại vì nó đang ở sát hỗ trợ, nó cũng không biết là nó có bị vỡ hỗ trợ như kiểu của công thương hay không. Và như Tech hay MBB nó đang trường hợp mà sát hỗ trợ, thì giả định ví dụ như trong trường hợp mà nó không vỡ thì cái phiên ngày mai ngày kia khi nó chạm cái vùng hỗ trợ quanh 265 đến 27 là cái vùng mà nó giữ cho cổ phiếu này trong nhiều tháng qua, và nó đẩy lên với khối lượng tích cực hơn phiên hôm nay, ví dụ như trong phiên ngày mai phiên ngày kia mà nó vỡ vùng 27 nhưng cuối phiên nó lại nằm trên 27 và khối lượng nó lớn hơn hai phiên gần đây. Hai phiên ở đây nó thanh khoản đâu đó khoảng 12 triệu, 13 triệu phiên. Thì như thế thì nên mua. Còn như hiện tại thì hỗ trợ không phải lúc nào nó cũng tốt đâu. Tại vì giống như một cái đập ngăn nước ấy, mà chúng ta đứng ở cái mép đập mà nó vỡ đập thì nước nó sẽ tràn, nó sẽ rất... Hầu hết những cổ phiếu mà bị vỡ hỗ trợ sẽ rơi rất là nhanh. Còn ngược lại kháng cự nó không phải lúc nào nguy hiểm, vì kháng cự nếu nó vượt qua nó sẽ thành cơ rất là lớn. Thì chúng ta phải quan sát và đợi tín hiệu hành động. Và thường người ta đợi tín hiệu bằng nến thôi. Các cái nến xuất hiện là những cái nến búa, những cái nến xanh rỗng, khối lượng lớn, giá tăng so với mở cửa và nằm trên hỗ trợ, khối lượng tốt hơn ngày thường, gấp rưỡi thì tốt. Thì đấy là tín hiệu mua, còn nếu không thì nên quan sát thôi. Anh Dung nghĩ là không nên mua vì nó đang 50-50, rất là mong manh. Mình thì trước đây thì sẽ hạn chế ra quyết định ở những cái xác suất mà rủi ro đang cao hơn là 1-2, những cái gì 50-50 mình cũng hạn chế cho. Thì góp ý của mình như thế đó. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Do thời lượng chương trình cũng có giới hạn ấy, thì xin phép được Linh xin phép trả lời câu hỏi cuối của một anh chị khách hàng nữa trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ. Thì anh Hà Phan, anh có hỏi về cổ phiếu KBC và Tiên Phong Bank theo chiều giữ ạ. Thì anh Du có thể trả lời nhanh anh này của anh Hà Phan câu hỏi này không ạ? Thì chiều giữ hai cổ phiếu này ạ. Hai cổ phiếu này thì ra với Tiên Phong Bank thì
vẫn là tích cực mà. Quan điểm của Du thì như trao đổi tuần trước ấy, thì mua mới sẽ khó nghĩ hơn thôi, tức là những người mà chấp nhận mua mới trong khi cổ phiếu đã tăng đâu đó khoảng ba gần 30% trong một tháng rồi, trong khi cả dòng banh thì đang đi xuống ấy. Thì quan điểm của Du thì nó vẫn là tích cực, nó chưa gì xấu cả. Người đấy nó tăng bốn phiên liên tiếp, hôm nay nó chỉ điều chỉnh một phiên và khối lượng thì nó đột biến so với cách đây mấy phiên, nhưng so với phiên tăng gần nhất thì không có đột biến. Cá nhân Du nghĩ với những cổ phiếu này thì mọi người chỉ đơn giản là cứ để cho lợi nhuận nó chạy theo thị trường, và mọi người chấp nhận một mức thoái lui đâu đó khoảng 5% so với giá cao nhất, tức là khi nào giá có chạm cái giá cao nào đấy nó 5% trở lên chốt lời, chấp nhận là cả. Thế là mình không cố đoán đỉnh, khi nào nó thoái lui 5% xuống mức cao nhất thì mình chốt. Và cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu mà đang khỏe nhất dòng banh thì nên tiếp tục nắm giữ thôi. Còn cổ phiếu Kinh Bắc thì như trao đổi tuần trước Du cũng trao đổi với các anh chị là nó vẫn là một cái xu hướng 50-50 trong ngắn hạn, tức là một cái cơ hội đánh giá 50-50, tại vì cái đỉnh mà vùng 46, 47 nó chạm lên mà nó bị dội lại, nó vẫn có cái rủi ro hai đỉnh, nó chưa thoát ra được. Và ngắn hạn thì nếu mà nhìn theo xu hướng thì nó cũng chưa phải là xuống xuống. Là nếu chúng ta nhìn cái xu hướng tăng từ tháng tháng 7 giờ nó vẫn là một xu hướng tích cực thì nó chưa có lý do để bán cả. Thì nếu như cái tỷ trọng của anh chị cầm quá nhiều mà mình thấy là trong trường khó nghĩ như này, mình có thể chuyển về 50-50, tức là mình giảm đi một nửa và mình để một nửa mạo hiểm tiếp. Khi nào nó vỡ cái kênh giá mà Du kể đấy, ví dụ như này, nó sẽ vỡ cái vùng giá đâu đó khoảng là 41, là tương ứng là thấp hơn mấy cái nến mà nó đã thấp nhất trong vài tuần gần đây, thì có thể cân nhắc việc phải thoát ra. Còn kịch bản tích cực khi nào thì gần cái 47 thì nó sẽ vươn lên những đỉnh giá cao hơn. Còn hiện tại thì xét trong cả ngắn hạn hay trung hạn hay là những cái điều kiện mà đang phân tích, thì cái dụng là anh chị nên áp dụng 50-50 thôi, hạn thì đóng một nửa nếu mình cầm nhiều, nếu cầm ít thì vỡ 41 thì mình cắt lỗ, còn quan sát được vùng 47, nếu nó vượt được thì mình giữ, còn không vượt được 47 chạm lên đấy mình bị tụt lại bán đó. Còn hiện tại thì nó chưa phát đi tín hiệu nào tích cực hay tiêu cực. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.